Kính chào quý khán giả của Ông Tu Việt Nam. Trong tuần vừa qua thì chiếc xe VinFast VF E35 cũng đã lộ diện chỉ ngay sau khi mẫu xe VF E34 được chào bán cách đây không lâu. VF E35 được cho là một trong những cái mẫu xe sẽ nằm trong phân khúc crossover hạng D, nằm cùng bảng với Mercedes-Benz GLC, BMW X3 và Audi Q5. Tại sao nó lại được đặt nằm cạnh với những cái mẫu xe crossover hạng sang? Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu. Chào mừng các bạn trở lại với bản tin số 17 của Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Ngoài thị trường Việt Nam thì VF E35 dự kiến sẽ còn được bán ở tại thị trường Mỹ và Canada với mức giá ít nhất trên khoảng 50.000 đô la, tương đương với khoảng 1,1 tỷ đồng. So với VF E34, VF E35 dài hơn khoảng 450mm, ngoài ra chiều dài trục cơ sở cũng lớn hơn khoảng 339mm. Cụ thể, chiếc xe này có tổng chiều dài là 4.750mm và trục cơ sở dài 2.950mm, tương đương với kích thước của Mercedes-Benz GLC, BMW X3 hay là Audi Q5. Về khả năng vận hành thì VinFast VF E35 có 2 kỳ chọn động cơ, loại tiêu chuẩn dùng một motor điện cho ra tổng công suất là 150kW, tương đương với khoảng 201 mã lực. Mô men xoắn cực đại đạt 320N. Loại thứ hai cao cấp hơn có 2 motor gắn ở trục trước và sau, cho ra tổng công suất là 300kW, tương đương với khoảng 402 mã lực. Mô men xoắn cực đại đạt 640N. Theo công bố của nhà sản xuất thì mỗi lần pin sạc đầy cho phép xe có thể chạy lên tới 504km. Bên cạnh đó, ở tại thị trường Việt Nam thì xe sẽ còn có thêm phiên bản chạy xăng. Nhiều khả năng VF E35 sẽ được sử dụng khối động cơ N20 của BMW đang được dùng trên LAC A và LAC SA 2.0. Theo thông tin đến từ phía VinFast thì VF E35 có thể sẽ được trang bị công nghệ tự lái bao gồm 30 tính năng thông minh mà hiện tại chúng tôi chưa được tiết lộ cụ thể. Những tính năng này được chia làm 7 nhóm chính, bao gồm hệ thống trợ lực lái thông minh, kiểm soát làn thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm đa điểm, giảm thiểu va chạm toàn diện, đỗ xe tự động thông minh và giám sát người lái. Nói về phong cách thiết kế của VF E35 thì tôi phải công nhận rằng là VinFast họ đã đúng khi lựa chọn Pininfarina là đơn vị thiết kế cho tất cả các dòng sản phẩm của mình. Ngoại hình thiết kế châu Âu nhưng vẫn có những cái bản sắc khác biệt so với những phần còn lại của thế giới. Mặt ca lăng chia thành hai khoang, dải đèn LED định vị tương tự với hai mẫu xe LAC, cụm đèn chiếu sáng chia khoang với thiết kế vô cùng dữ dằn, cản dưới nổi bật với hốc hút gió lớn. Đó là những gì mà chúng ta phải thừa nhận rằng là VinFast họ đã và đang làm rất tốt ở khâu thiết kế sản phẩm của mình. Ở phía thân xe thì điều mà tôi muốn nhắc tới đầu tiên đó là phần la răng đa chấu phay xước chắc chắn phải được sử dụng kích cỡ khoảng 20 inch, trông rất hoành tráng. Toàn bộ phần đuôi xe thì được thiết kế theo phong cách coupe, mang tới một cái không khí thể thao. Và nhìn vào đây thì VinFast VF E35 có nhiều cái chất giống với Porsche Macan. Với những ảnh bên trên màn hình thì mẫu xe VF E35 được sử dụng một tông màu giống với những mẫu xe LAC. Tuy vậy thì nhìn vào những thứ diễn ra ở khu vực điều khiển trung tâm, chúng ta không thể không giật mình. Đây là xe điện của Tesla, chứ không phải của VinFast thương hiệu Việt Nam. Chiếc xe này không hề có cụm đồng hồ hiển thị thông tin giống với xe xăng truyền thống. Tất cả mọi thứ được điều khiển bằng trí thông minh nhân tạo, gói gọn ở một chiếc màn hình trung tâm giải trí kích cỡ lớn là 15,4 inch, không khác gì những mẫu xe điện của Tesla. Rồi nằm ngay ở phía bên dưới thì chúng ta không còn thấy những thứ vô duyên như cần số, phanh tay cơ, mà thay vào đó là những nút bấm cơ học được bài trí rất tinh tế. Một cái phong cách thiết kế càng tối giản càng tốt, đây mới là less is more. Và nếu như so sánh với Model Y của Tesla, tôi cho rằng VF E35 không hề thua kém một chút nào. Nhiều khả năng phiên bản chạy xăng của VF E35 sẽ được công bố chính thức tại Việt Nam và nhận đặt cọc sớm từ khách hàng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Ở video tiếp theo, Auto Việt Nam sẽ có bài phân tích sâu hơn về dòng xe VF E35 của VinFast. Xin chào và hẹn gặp lại!